nhớ. Làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Xin Chúa Thánh Thần, người thương năm chiếm hồn vang, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ban, tôi nghe lời con thiết tha. Anh chị em thân mến, giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức tưởng niệm. Chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho bà Maria mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho bà Maria sau khi kết thúc cuộc đời trần thế, được về quê trời vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Bà Maria đã được chịu phép rửa, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian này. Chúng ta cầu nguyện cho bà Maria, hy vọng bà Maria được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mặt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn được mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Trời sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tình còn ngày mai, trời sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Lời nguyện, Đại Cha, xin thánh quá, người anh chị chúng con đây trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha, đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho bà Maria chúng con được sống lại như Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thưa anh chị em, đứng trước thi hài người quá cố, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa để đức tin, đức cậy và lòng mến của chúng ta luôn luôn được nuôi dưỡng và củng cố. Lời Chúa tôi đánh lô trong đầu gửi tín hữu Roma: nếu chúng ta tìm chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Đó là niềm tin của chúng ta, vì chúng ta biết rằng mỗi khi Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Tử thần chẳng còn quyền chi đối với người. Đó là lời Chúa ta. Lời nguyện giáo dân. Anh chị em thân mến, chúc chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. Lạy Chúa, bà Maria là người thân thích đã lìa bỏ chúng con, xin cho bà Maria được mau về với Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa cho những việc tốt mà bà Maria đã làm khi còn sống sẽ đem lại nhiều kết quả và còn được những người khác tiếp tục. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà bà Maria đã trót sai phạm vì yêu đuối. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho hình ảnh tốt đẹp của bà Maria luôn in sâu trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, trước cái chết của bà Maria đang làm cho chúng ta đau buồn, nhưng trong niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giêsu, cùng với người chúng ta hãy thưa lên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Ta cả sang.
dưới chân thánh giá Chúa. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Kính mừng Maria đầy ơn phước, đời Chúa trời đã cùng bà và tha phước ban cho mọi người, những người đi xung quanh đồng bà phước bà. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con và kẻ có tội. Chúng ta cùng cầu nguyện lạy Chúa. Chúa đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho con một Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống thế, chịu khổ hình thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con kể vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho bà Maria, tín hữu chúng con, được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đứng đánh bại thần chết, và xin cho bà Maria được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn thở muôn đời. Amen. Làm phép quan tài. Chúng ta cùng cầu nguyện lạy Cha. Chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này chịu chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này cũng là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hư nát của chúng con, mà anh chị em chúng con đây cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Cha. Xin cho nhà tạm này được Cha thánh hóa và chúc phúc trở nên nơi nghỉ bình an cho thân xác người anh chị em chúng con, là đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha, Chúa đã gọi bà Maria ra khỏi trần gian này trở về với Cha. Xin cho người con Cha đây ngay từ giờ phút này được thoát vào dòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha, chung hưởng vinh phúc với các người Chúa chọn. Chờ ngày người thân xác phục sinh, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về.
bên Chúa an vui. Nằm xuống tiếc gì một đời sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ, tìm hạnh phúc trong nơi Chúa tôi, không mong ước chi là trao dâng cuộc đời, dâng phận người dù mong manh, nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống đất mẹ hiền hòa, đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô, giờ đây xa vời vợi, thật rồi người ra đi, đi về bên Chúa chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa. Vai ta đôi vầng nhật nguyệt, đợi suốt trăm năm một cõi đi về. Đời nào mùa cây, đời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say một đời thật. Vừa tan mùa xuân, rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai,
tiên ta đi không còn ở lại. Con xin yêu thương vô tình chợt gọi lại, thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiêu tình, một vợ có nói một vợ mộng mị ngày kia. Từng lời ta dương là lời mộ địa, từng lời bề sông nghe ra từ độ cuối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao đi về biển rộng, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thi, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Còn có hoang vu thổi suốt xuân thi. Mùa thu như trăng mùa thu, tình mẹ yêu
dù man mác em như sao diều rực rỡ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con vừa sớm bao tháng ngày ngặt nỗi xeo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Sân no say
vì đàn con thơ ngày bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Lúc mẹ con khuyên dân con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời sống vô tư. Tình thương cho con bao la biển mây, những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ con biết con yêu mẹ nhiều, dù cấm tính nhưng con thật là Chúa ơi, con
trầm như lời van xin con kêu lên với Chúa. Còn lời nào trầm như lời van xin con kêu lên với Ngài. Lạy Chúa, con về đây giang cánh tay tôi đây, xin Chúa thương tha cho cuộc đời lạc lối. Chúa ơi, con xin cúi đầu khóc than muôn tội sâu, để rồi từ nay con đoàn hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi màu. Lạy Chúa, ngôi tình yêu con đã xa một chiều, xin Ngài thương con khi mọi rời chân gối. Chúa ơi, con tình nào hồng như tình Giêsu xưa hy sinh kịp sống. Tình nào hồng như tình Giêsu tan thân phơi giữa trời. Lạy Chúa, cao vời thay nhân ái thay tình Ngài, xin phúc ân cho con ngày ngày được mãi ngất say. Rồi từ nay con đoàn hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi màu. Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sâu, rồi từ nay con đoàn hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ướt hoen mi lệ trào, nguyện cuộc tình con như hoa nắng vẫn thắm tươi màu.
trở về, về bụi cho lạy Chúa. Bao năm qua con hằng lo kiếm sống, thế mà giờ đây có gì đâu, chỉ là cát bụi bề dầu. Vì Chúa thương con nên Ngài thao thắm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Xin Chúa thư ban cho tôi tới Chúa an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới khi được Chúa sống lại trong ánh sáng thanh nhang Chúa, và được nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh chị em chúng ta ra khỏi cuộc sống này về với Chúa, chúng tôi xin gửi lại xác bà Maria cho lòng đất, để bà Maria trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin trao gửi bà Maria chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Người, và thân xác người bà Maria được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán rằng ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho bà Maria chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đôi thương cho bà Maria chúng con được sống đời đời. Chúa đã hứa thiên đàng cho người kẻ trộm có lòng hối cải, xin đôi thương đưa bà Maria chúng con vào nước trời. Xin Chúa đã
cho mùa Maria chúng con được yên tin trong nước rửa tội. Xin đôi thương cho bà Maria rốt vào số các thánh và những người Chúa chọn. Chúa đã nuôi dưỡng bà Maria chúng con trong tiệc thánh mình mau Chúa. Xin đôi thương nhận bà Maria vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa đôi thương cho chúng con đang thương nhớ Maria được an ủi trong đức tin và phong khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha để sáng, Cha trị ơn, Cha đi, Cha cũng như đời đời. Xin Cha cho hôm nay chúng con Cha cho đời chúng con như chúng ta kẻ con ơn con. Xin Cha để chúng con sẽ giúp đỡ chúng con cho con. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tới Chúa đã qua đời mà tha phạt các hành vi của bà Maria khi còn sống đã có lòng ước nguyện dâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết bà Maria với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho bà Maria được chung hợp với hàng ngũ các thánh. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời. Sang ngàn câu chiêu soi đến linh hồn Maria. Cha dấu yêu một lần cuối xin xã từ, một lần cuối xin vĩnh biệt bao người tôi dấu yêu. Xin đừng tiếc nuối làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi. Hãy subscribe.